Nơi bạn có thể ngồi ăn một chiếc bánh quy, uống một ngụm trà và lắng nghe những câu chuyện nhỏ về sơ lớp và cuộc sống Mong bạn luôn ấm và êm như chiếc bánh và chiến trà trong hành trình sắp tới Vui đã ghé thăm Thì hôm nay thì mình sẽ làm uh, một cái gọi là thông điệp cho năm 2024 ha Thì mình nghĩ là <laughs> Tết nào thì cũng có một thông điệp và mỗi một cái thời điểm mà nó thay gọi là sắp chuyển mình thì mình nghĩ nó đều có một cái ý nghĩa nào đó thì ở đây mình có tụ 1 tụ 2 và tụ 3 thì các bạn cứ chọn tụ bài mà các bạn thích mình sẽ để đá vào sau xin chào các bạn chọn từ số 1 ha. Trước khi vô phần giải bài các bạn có thể nhớ đăng ký kênh, like, share để là bình luận cho mình nào. Thông điệp năm 2024 ha. Các bạn có lá ancestor. Các bạn có lá journey. Các bạn có lá the British. British. À, ở đây các bạn có ba lá ẩn chính luôn mình nghĩ thông điệp năm nay của các bạn sẽ khá là lớn mình nghĩ năm nay sẽ là một năm mà những cái bạn nào mà có những cái sự uh, chuyển mình mong muốn có một cái sự chuyển mình mong muốn là năm, năm sau sẽ là một năm mà bạn bước ra biển lớn một cái năm mà bản thân của các bạn um, chuẩn bị hoặc là bắt đầu cho một cái hành trình dài hạn À, mình à, mặc dù mình biết là mình không phải là một cái kiểu người thích coi những cái gì đó, nó quá dài hạn bởi vì à, mình biết là tương lai của cái này nó không có dài nhưng mà mình 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 cảm giác cái thứ mà bạn đang hình dung ở trong đầu cái chặng đường mà bạn đang định đi và cái con đường mà bạn đang hướng tới nó là một cái gì đó nó dài ha dĩ nhiên là mình chưa biết kết quả đâu à, mình chỉ cảm giác là các bạn đang phân vân phân vân ở đây không phải bởi vì các bạn không tin vào năng lực của các bạn bởi vì các bạn không không phải bởi vì các bạn không biết con đường mình phải đi mà các bạn phân vân bởi vì um, các bạn các bạn là một người sống tương đối thực tế và cái cách mà các bạn làm việc nó luôn luôn mong muốn hoặc là bạn đặt, luôn luôn đạt đặt ra một cái uh, gọi là một cái đích đến cho mình bạn bạn luôn đặt ra một cái mục tiêu và bạn nghĩ rằng nó sẽ rất là khả quan hoặc là nó phải achievable tức là có thể đạt được nó có một cái gì đó nó phải thực tế trong khả năng ha mình không có thấy bạn là kiểu mơ mộng mà hảo huyền hay là um, cố gắng làm những cái gì đó nó xa xôi nó ngoài tầm với còn cái sự phân vân của bạn á nó 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 bởi vì mình cảm giác đôi khi bạn làm bạn kỳ vọng nhiều bạn muốn mình có một cái 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 một nó giống như là một cái bàn đạp nó giống như một cái cái vạch mà bạn nghĩ rằng tôi phải tôi phải bằng cách nào đó tôi đến được cái vạch đích đó thì tôi mới cảm thấy một cái sự uh, tin tưởng vào cái năng lực nó giống như một cái sự công nhận thì mình thấy cái năm 2024 này mình nghĩ bạn sẽ đặt những cái viên gạch đầu tiên những cái um, bậc thang đầu tiên cho cái hành trình dài sắp tới và dĩ nhiên cái hành trình dài này là một cái hành trình um, mình không 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 biết là nó về công việc hay là về một cái tình yêu hay là một cái chặng đường về hôn nhân và gia đình. Tại vì mình thấy ở đây có lá số 7 ăn ancestor là tổ tiên, lá số 20 là hai uh, the British, là lá nữ tư tế thì ở đây nữ tu đó, mình thì mình cảm giác ở đây giống như có một cái sức một cái cái nguồn lực của gia đình có một cái gì đó nó liên quan đến um, gọi là mình 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 cảm giác là cái sức mạnh bên trong nội tại của bạn chính con người bạn cái thôi thúc ở bên trong là the high princess là hybridist. Cái lá ancestor thì nó lại liên quan đến một cái yếu tố bên ngoài có thể là đồng có thể là bạn đồng trăng lứa, người uh, hỗ trợ bạn như gia đình, đồng nghiệp, cộng sự. Mình cảm giác ở đây có cái gì đó nó liên quan đến chuyện giống như là bản thân của các bạn có một cái sự so sánh hoặc là bị so sánh hoặc là được đặt lên một cái bàn cân và bạn nghĩ rằng là đến lúc đến một cái thời điểm mà mình cần phải bung xõa, mình cần phải cất cánh, mình phải có tiếng nói hoặc là mình phải làm một cái gì đó mà nó giống như là xứng danh với nước non hoặc là giống như là đặt đặt mình lên bảng vàng vậy đó thì uh, cái lá thật ra cái lá số 7 bên cái bộ bài này nó là lá 15 uh, The Devil thì mình cảm giác giống như là bản thân của các bạn có nhiều cái sự uh, thậm, thậm chí nếu không ai so sánh thì bạn cũng tự so sánh hoặc là bạn cảm thấy giống như là à, bản thân mình hiện tại đã ở một cái vị trí mình cũng hài lòng mình cũng có những cái tiếng nói mình cũng đã có được những cái cái thứ mình mong muốn rồi nhưng bạn nghĩ rằng nếu mình mình vẫn cứ ở trên cái hòn đảo nhỏ này mình vẫn chỉ là một con cá nhỏ bạn nghĩ là đến lúc mình ra đại dương à, mình sẽ có những cái trải nghiệm ở đại dương và cái đại dương đó nó là cái gì đó mà bạn nghĩ là nó cần cho bạn bạn bị thôi thúc ở bên trong hoặc là cái dự án cái kế hoạch này đã lâu lắm rồi hoặc là nó đã là một cái mơ mộng một cái ước mơ mà bạn mong muốn trong cuộc đời này mình sẽ làm được thành ra mình cảm giác giống như là cái trải bài này, này nó không nói là bạn sẽ làm như thế nào sẽ đi đâu nó giống như nó chỉ là một cái lời nhắc các bạn là um, bản thân bạn nếu đang có những cái định hướng liên quan đến tương lai liên quan đến kế hoạch liên quan đến những cái sự chuyển mình hoặc thậm chí nếu mà nói một ở một cái phương diện nhỏ hơn là các bạn đổi ngành đổi nghề các bạn bắt đầu học một cái um, lĩnh vực khác chuyển mình sang một cái mảng miếng nào đó mới hoặc là các bạn thậm chí nó nói một cách nhẹ nhàng hơn luôn nữa là bạn chỉ đơn giản là bạn thay đổi cái nhân sinh quan của bạn bạn thay bạn mở rộng cái góc nhìn của bạn ra bạn thoát khỏi gia đình bạn uh, sống tự lập hơn, bạn đi học đại học hoặc là bạn có những cái sự ngắt bỏ những cái kết nối cũ trong chuyện tình cảm bạn thoát ra những cái mối quan hệ toxic hay là bạn um, tham gia vào một môi trường mới với những người bạn mới, mình cảm giác cái journey ở đây nó không giới hạn cho mình một cái cảm giác là sẽ đi đâu tại vì journey ở đây tức nghĩa là lá the cherry trong những cái bộ bài khác á là một cái hành trình mới là một cái chặng đường mới chắc chắn nó sẽ là thử thách nhưng mà nó cũng sẽ là cơ hội tại vì cái gì nó mới là cái gì đó nó có những cái để học và bao giờ còn cái gì đó để học tức nghĩa là bạn còn chỗ để phát triển thì mình cảm thấy là bản thân bạn uh, mình nghĩ giống như ở đây là tôi có hoa trắng nè nhưng mà nó chỉ có một vài cái bông hoa đỏ nhưng cái thứ tôi mong muốn là một vườn hoa nửa trắng nửa đỏ tôi mong muốn cái vườn hoa của tôi nó có một cái mặt nước thẳng chứ không phải là những cái mảng nước loang lỗ tôi mong muốn cái, cái, cái khu vườn của tôi là một cái gì đó, nó rộng lớn chứ không phải chỉ là đơn giản là một cái nhỏ bé nên ra mình cảm giác là bạn sẽ là một sự mở rộng ha và mở rộng này là mở rộng đầu tư vào cho bạn nha không có cho ai khác ha bạn có lá 2 of air là hai kiếm. Bạn có lá strength vẫn là một lá ẩn chính nữa nè. Và bạn có lá 4 of air rất là nhiều sự um, phân vân ha. Um, cái này thì mình sẽ nói bạn như thế này. Um, um, mình nghĩ mọi người đều đều đã một lần nghe qua cái câu chuyện đẻo cày giữa đường ha. Thì um, mình mình không nhớ hết được câu chuyện nhưng mình chỉ nhớ là một cái chi tiết đó là một cái người đàn ông đẻo cày và cứ đẻo tới đẻo lui, đẻo tới đẻo lui theo những cái ý kiến, những cái quan điểm của rất là nhiều người đi qua đi lại. Quan trọng là cái người đó họ cần cái cày và họ cần cái cái dụng cụ để họ làm. Bạn giống như là một cái người đang cần cái dụng cụ và bạn dụng cụ của bạn là gì là strength strength thì thường thì mình dịch là sức mạnh bên trong sức mạnh nội tại uh, uh, những cái gọi là lạc mềm buộc chặt những cái gì nó liên quan đến nội tâm ý chí quyết tâm uh, một cái sự cố gắng nỗ lực của bản thân hoặc là một cái gì đó nó liên quan đến việc đó là sự phấn đấu tiến lên phía trước hoặc là một cái sự gọi là vương mình một cái sự cương gồng người hoặc là gọi là giống như là cương lên chống chọi với mọi người xung quanh à, mọi thứ xung quanh thì ở đây bạn có hai kiếm và bạn có bốn kiếm à, giống như câu chuyện mình nói là đẽo cày giữa đường hai à, kiếm là một cái sự phân vân nhiều về những cái lựa chọn nhưng mà ở đây không có lựa chọn nhiều giống như hồi nãy mình nói à, bây giờ bạn đang có một cái công việc ổn hai kiếm nó sẽ là kiểu một là nghỉ việc hai là làm tiếp chứ không có cái lựa chọn thứ ba bạn không thể nào ra một cái lựa chọn thứ ba nào giữa hai cái 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 chuyện giữa đi làm và nghỉ làm hết một là đi làm hai là nghỉ làm còn nếu bạn nào nói kiểu ừ, ờ mình đi kinh doanh kinh doanh tức nghĩa là bạn đã nghỉ làm ở chỗ đó rồi bạn đi kinh doanh thì nó cũng là một cái lựa chọn khác thì bài của bạn lên ở đây hai kiếm tức nghĩa là bạn chỉ có hai con đường thôi một là tiếp hai là dừng nhưng mà mình cảm thấy bạn không 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 dám tin lắm là mình sẽ nghỉ hoặc là mình sẽ làm Giống như cái này mình cũng có thể dịch rộng ra là cho một mối quan hệ cũng được Mình chỉ đọc cái năng lượng thôi ha Là một cái câu chuyện nào đó liên quan đến một cái quyết định giữa việc dừng lại và đi tiếp Tuy nhiên bạn có quá nhiều sự phân vân Bạn có bốn kiếm ở đây giống như kiểu tôi đang ở trong rừng Tôi là một con nhím đang ở trong rừng Khu rừng của tôi rất là nhỏ bé, rất là gọn ghẽ, rất là um, sạch sẽ, rất là bình yên Không có ai là đối thủ, không có cạnh tranh, không có thú dữ, không có con người Nhưng tôi biết là ở ngoài kia đó Nếu tôi bước ra khỏi cái khu rừng này nó sẽ là một cái nơi rộng lớn lắm rất là bầu trời rất là trong mọi thứ rất là rộng nhìn có vẻ nó yên ắng nhưng ai biết được ở ngoài kia tôi có bạn có bè có bằng có ngủ có da có định hay không nhưng mà hay là chỉ đơn giản là một mình tôi trơ trọi với gọi là cây trái tôi trơ trọi với đất đai sỏi đá hay là nếu mà tôi rời khỏi cái mảnh đất này cái vùng đất này tôi sẽ cạp đất mà ăn tức nghĩa là bản thân của các bạn có cái gì đó liên quan đến chuyện là bạn sợ mình gọi mình nói nó một cách đơn giản đó là tôi muốn kinh doanh mà tôi sợ lỗ tôi muốn xin công việc mới mà tôi sợ nghĩ làm mà chỗ cũ xong thất nghiệp tôi muốn gọi là có người yêu mới nhưng mà tôi không dám chia tay người yêu cũ hoặc là không dám quên người yêu cũ tôi muốn đẹp hơn mà tôi làm biến tức nghĩa là bản thân bạn có cái gì đó gọi là tôi muốn không mà hoặc là tôi thử không mà tôi nghĩ tới không mà nhưng tôi không có làm nhưng mà cái lời khuyên của bạn á cái thông điệp của bạn á, ở đây mình không có nói tới cái chuyện là bạn lười hay bạn làm cái, cái thông điệp ở đây nó chỉ nói là bản thân của các bạn có giống như mình nói là đó bạn là một con nhím bạn uh, đang ở trong một cái khu rừng một cái mảnh đất nó nó vừa vặn với bạn bây giờ xung quanh bạn có 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 hải hải cẩu có hải ly có thỏ có chó có bò có gà có con người có đại bàng có chim có gấu bắc cực mỗi con nó nói bạn là đi ra biển đi ngoài biển nhiều cá lắm hay là đi xuống hồ đi ở dưới hồ đáy cá có nhiều con lắm hoặc là đi lên đi lên rừng sâu đi Trên rừng sâu có nhiều thú lắm nhiều muôn loài lắm cây cảnh đẹp lắm hay lên trời đi ba lên trời đi cho nó rộng lớn thì mình cũng phải coi lại coi mình là con gì mình cảm giác ở đây mình là con nhím thì mình chỉ sống ở trong cái khu đó thôi bạn không thể nào giống như bạn ra savanna để bạn sống giữa giữa giống như ngựa vàng hay là sư tử được bạn cũng không thể nào có cánh để bạn bay lên trời và bạn cũng không thể nào là cá bằng lặn ở dưới biển mình cảm giác bạn đang nhìn một cái bầu trời mà bạn mong muốn bạn bay bạn đang nhìn một cái hồ nước mà bạn nghĩ là bạn có thể bơi nhưng mà bạn quên mất là cái năng lực của bạn cái, cái khả năng của bạn nó giới hạn như thế nào cái câu chuyện của bạn nó nó không có mâu thuẫn với ba lá đầu mình nghĩ cái câu chuyện này nó là một cái củng cố cho ba lá đầu Tức nghĩa là khi mà bạn đang cảm thấy phân vân về một cái chặng đường phía trước Thì bạn cần phải cần cân, cân, nhắc, cân nhắc lại coi cái vốn luyến cái cái mà bạn có được á Hoặc là cái năng lực mà bạn có được bạn đang ở đâu Giống như mình phải biết mình là ai Giống như người ta nói là biết 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 địch biết ta trăm trận trăm thắng mình chỉ đánh khi nào mình mình biết mình mình có cơ hội thắng chứ nếu mà bây giờ bạn là một đứa không có giỏ mà mình có giỏ đai đen ví dụ mà bạn nhào vô bằng quýnh mình không lẽ là không lẽ bạn thắng đúng không thì mình cảm giác ở đây ba cái lá này nó liên quan đến chuyện đó là hãy cho phép bản thân mình thay đổi hãy cho phép bản thân mình bước ra ngoài cánh cửa nhưng mà mình cần một tòa chọn một cánh cửa phù hợp ở đây phù hợp không có nghĩa là bản thân bạn phải chọn đúng phù hợp hoặc là bước ra ngoài không có nghĩa là mình sẽ thành công mình cảm giác ba cái đó này nó giống như kiểu bốn kiếm đó là quá nhiều nỗi lo quá theo nghĩa gốc của bốn kiếm là quá nhiều nỗi lo quá nhiều sự đắn đo quá nhiều sự hoài nghi đôi khi giống như là mình cần phải thử bạn giống như mình nói bạn có thể là con nhím sống ở trong mảnh đất bằng phẳng đó nhưng bạn cũng có thể ra một cái đồng ruộng bằng làm con nhím cũng được có thể đồng ruộng nó không dành cho tất cả những con nhím nhưng nếu bạn chỉ có một con nhím ở ngoài đó thì nhiều khi lại sống được cũng chưa chắc giống như bạn đi xuống dưới gần hồ bạn có thể sống ở đó được nhưng mà chưa chắc là bạn bạn không hợp ở chỗ đó mình ở đây mình cảm giác cái thông điệp nó nói đó là hãy cho phép bản thân được thử strength tức nghĩa là thử bằng cái sự sức mạnh của bạn bằng nội tại bằng nội tâm bằng ý chí bằng quyết đỡ bằng quyết bằng một sự quyết quyết liệt chứ không phải là giới hạn bản thân mình bằng cái suy nghĩ của mình bằng cái sự phòng hờ bằng cái sự phòng thủ bằng cái sự an toàn strength đôi khi cũng có thể hiểu đó nãy mình có dùng mình có dùng một cái từ đó là cương á cương hoặc là trương lên nó cương cứng hoặc là trương lên đó. tức là một cái sự quá cố chấp quá là gồng lên nó tạo ra một cái vỏ bọc giống như là mình là là chúa tể sơn lâm nhưng mà thật ra mình chỉ là con mèo mình cảm giác giống như một số bạn ở đây có vẻ giống như là các bạn hơi đặt nặng cái việc sĩ diện hoặc là trọng uh, trọng trách hoặc là trách nhiệm hoặc là một cái gì đó bạn nghĩ là giống như nãy mình nói bạn bạn là kiểu người mong muốn thành công bạn sợ thất bại bạn sợ bị đánh giá và hồi nãy mình nói cũng có những cái yếu tố bên ngoài giống như con người họ hàng bà con hàng xóm gia đình đặt bạn lên bàn cân thì vấn đề nằm ở chỗ là dù bạn có thất bại bạn cũng đã cố gắng còn hơn bạn vẫn thất bại mà bạn không cố gắng còn mình cảm giác ở đây giống như là nếu mà bạn là con nhím thì mình cứ là con nhím, quan trọng mình là con nhím gì Chứ mình đừng so sánh mình là con chim, con hải khẩu, con bồ câu, con gì đó ở đây mà bản thân mình còn quên mất mình đi mình là con nhím Xin chào các bạn chọn tập số 2 Trước khi các bạn vô phần giải bài các bạn có thể nhớ đăng ký kênh, like, share để lại bình luận cho mình ha Một thông điệp 2014 xin cho bạn ha Một tiền Chính gầy một kiếm, uhm, hay là một, à, mình cảm thấy ở đây nó liên quan đến việc đó là, à, mình sẽ nói một cái câu chuyện này cho các bạn biết ha, mình cũng có suy nghĩ giống như cái trải bài này nhưng mà uh, suy nghĩ cũng lâu rồi, giống như uh, có nhiều người hay nói giống như là một cái sự dậm chân tại chỗ hoặc là không có phát triển à, có nhiều người thì họ nói là bản thân mình không có mở rộng cái con đường của mình ra trong khi mình có những cái cơ hội để phát triển nhiều hơn à, mình không biết tận dụng sự nổi tiếng của mình hay là mình không có à, gọi là gọi là sao ta biết tận dụng cái nguồn lực đó. giống như người ta nói là mình sống trong một cái giỏ hoa mình có hoa có cỏ mình có lá có cành và mình nghĩ là như thế là đủ nhưng mà mọi người nói giống như là mày phải biết trồng cây chứ Mày có cây, mày có táo, mày có có cành, có lọc, có hoa, có lá Thì mày phải biến nó thành một khu vườn Từ một khu vườn đó mày phải biến thành một trang trại Và một trang trại đó mày bắt đầu đi bán trái cây Mày có nhiều trái cây nhiều hơn Mày có thể nhiều tiền hơn Mày có có hoa, có quả, có lá Còn ngày xưa mày chỉ có một một bó cây, một khu vườn nhỏ thôi Mày bây giờ mày phải biến nó thành một khu vườn lớn chứ không là mày cứ khu vườn nhỏ hoài Thì tại sao mình lấy ví dụ này và tại sao mình lấy bản thân mình ra làm cái ví dụ cho các bạn tại vì mình cảm giác ở đây trong cái câu chuyện ba lá này nó nói giống như là đôi khi chúng ta có một cái cơ hội có, chúng ta có một cái tiềm năng chúng ta có một cái vốn liếng chúng ta có một cái sự uh, gọi là một cái tài nguyên Uh, nhất định cố định nhưng mà tại sao có những người mà họ thành công hơn và có những người dù họ không có vốn lý như thế, họ vẫn rất là thành công họ có thể không giỏi thật sự giỏi một cách xuất sắc nhưng họ vẫn kiếm được rất là nhiều tiền hoặc là họ có rất là nổi tiếng bởi vì họ biết cách tận dụng cái nguồn lực của họ um, họ biết cách um, gọi là gọi là làm cho mọi thứ nó trở nên um, um, gọi là giống như mình gọi là vừa ứng biến vừa linh hoạt và vừa giảo hoạt đó. trong một số trường hợp mình dùng từ giảo hoạt có nghĩa tiêu cực thôi à, còn đại đa số thì mình cảm giác là tích cực ha tại bài lên đây là có một kiếm và một tiền tức nghĩa là hãy biết tận dụng nguồn lực của mình có hộp, có hạt giống thì hãy gieo hạt giống đó chứ không phải là để luộc lên ăn có cái hột mít đó thì phải biết trồng lên thành cây mít rồi sau đó từ cây mít đó, đó thì mình bắt đầu mình ăn cái trái mít đó, đó mình mới có nhiều hột mít hơn chứ không phải là mình đem luộc cái hột mít đó lên mình ăn mình cảm giác ở đây giống như là À, cái lời khuyên cho các bạn những chọn chọn tuổi hai đó là nếu mà bạn tin rằng mình đang đã và đang dậm chân tại chỗ hoặc mình chưa phát triển hoặc mình còn rất là nhiều tài năng và tiềm năng cũng như là cơ hội để phát triển hãy đầu tư cho nó à, giống như người ta nói là thanh xuân giống như một tách trà à, không uống thì nguội còn bà, dù bạn có uống mà bạn uống ào ào ực ực á, thì bạn cũng chả bao giờ cảm nhận được thế nào gọi là vị của trà và hương của trà thì mình cảm giác ở đây cái 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 ví dụ đó nó sẽ liên quan tới chuyện là gì giống như là bạn có một vườn hoa lá và giống như tuổi trẻ nó cũng giống như thanh xuân vậy đó nó qua rồi bạn không có lấy lại được à, giống như bây giờ mình mình gần mình 35 đi thì giờ không lẽ mình cưa sừng làm nghé mình bận đồ của con trai thời 20 21 hay là dù dù sao mình dù dù mình có thể bận đồ đó được nhưng mà giống như mặt mà mình nó già dạ khù hoặc là giống như bây giờ mình có thể ra trường mình có tấm bằng à, à, tấm bằng thạc à, cử nhân cử nhân ngôn ngữ Anh nhưng mà một đứa uh, cử nhân ngôn ngữ Anh 35 tuổi mới tốt nghiệp với một đứa cử nhân ngôn ngữ Anh 22 tuổi tốt nghiệp bạn chọn người già hay bạn chọn người trẻ đó là cái cơ hội mà mình đã đánh mất và cái bài học của mình phải trả giá bằng 13 năm tuổi thọ thì mình cảm giác giống như là uh, những cái bạn nào chọn tuổi hai mà các bạn cứ đang hoài nghi các bạn cứ đang đắn đo hoặc là các bạn chưa có thật sự phát triển được tiềm năng của các bạn thì mình nghĩ là cái bài này nó nói giống như là đừng có đừng có biến cái cây cái cây cái khu vườn này nè khu vườn này có rất là nhiều hoa nhiều quả nhiều trái rất là nhiều mật ngọt rất là nhiều um, côn trùng rất là nhiều cây cỏ xanh tươi nhưng mà bạn cũng phải biết một điều giống như là cái cây này nó cũng có một cái 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 deadline nó cũng có một cái hạn cây này nó cũng có một cái khoảng thời gian ra trái xum xuê nhưng rồi qua cái mùa đó qua cái thời gian đó uh, thì cây nó cũng già trái nó cũng héo uh, ai cũng gọi là bạn bạn có thể đẹp hai uh, 20 tuổi bạn có thể đẹp 30 tuổi bạn cũng có thể đẹp 40 tuổi bạn cũng có đẹp nhưng mà 50 tuổi là người ta bắt đầu nói bạn đẹp lão nha đẹp già nha À, và mình cảm giác giống như là nếu mà bạn nào thực sự đang muốn có những cái sự gọi là nếu mà bạn đang gọi là chưa có biết tận dụng hoặc là bạn thậm chí mình dịch theo kiểu tiêu cực đó là bạn đang phung phí tuổi xuân phung phí tiền bạc nhan sắc tình cảm hay là bạn nghĩ rằng là mình mình còn nhiều thời gian lắm mình còn nhiều cơ hội lắm thì bài ở đây nó nói không phải bạn hết cơ hội nha <laughs> tại vì bài của bạn mình thấy một tiền với chín gậy tức nghĩa là còn còn cơ hội còn nhiều lắm và thật ra giống như mình nói ở đây cũng không phải để cho các bạn nghĩ rằng là mình phải tận dụng sự nổi tiếng của các bạn mà để là bằng mọi cách bằng mọi giá để các bạn nổi tiếng hoặc là các bạn uh, gọi là làm bất chấp thủ đoạn, bất chấp gọi là đúng sai phải trái để các bạn có được cái thứ bạn mong muốn mà ở đây giống như là hãy làm bằng cái trí thông minh, bằng cái lời, bằng cái sự đúng đắn, bằng cái sự hiểu biết, đừng có thấy giống như làm giống như giống như bạn nhìn vô nguyên cái đống trái cây này bạn thấy trái nào cũng đỏ trái nào cũng xanh trái nào cũng ngon trái nào cũng um, cũng 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 gọi là ok nhưng mà giống như người ta nói dâu thì cũng có dâu a dâu b dâu tây á thì giống như người ta hay nói là dâu này đừng mua dâu um, dâu dâu không ngon mà hãy mua dâu đà lạt ví dụ vậy um, mình cảm giác ở đây giống như là hãy làm bằng tri thức hãy cống hiến bằng trí tuệ và hãy phát triển bản thân bằng một cái sự đầu tư chỉnh chu mình cảm giác ở đây bài này lên giống như là có một số bạn có vẻ giống như các bạn chỉ chú trọng vào bề ngoài ha. Chính gậy ở đây nó cho mình một cái cảm giác đó là bạn có thể lòe thiên hạ bằng những cái hoa đỏ trái xanh uh, những cái um, một cái rổ đầy trái cây nhưng mà nếu mà bằng cái cái lá chính gậy này nó cho mình một cái gì bạn biết không bạn hãy nhìn kỹ vô bạn sẽ thấy có một cái cây một cái nhánh cây bắt đầu nó bị vàng nó bị héo và nó bắt đầu nó chuyển sang màu 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 cam đỏ đó là dấu hiệu của sự héo úa lụi tàn lụ lụi tàn lụ, 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 đó uhm thì đó là một cái mà mình có thể nói cho các bạn biết ha cái thứ hai um, bạn có chính tiền bạn có nữ à uh, không tính nói nữ hoàng cốc có tại vì bộ bài thì nữ hoàng cốc cũng là một cái con cá nhưng mà con cá con cá hồi bốn tiền ha um, cái thông điệp 2024 dành cho các bạn là một cái lời nhắn nhủ một cái lời nhắn nhủ ha À, cái câu này thì mình thật ra mình cũng không thích câu này lắm <laughs> nhưng mà mình sẽ nói cái câu này là cái câu mà gọi là à, muốn giỏi ở à, gì muốn muốn gì muốn đi nhanh thì đi một mình còn muốn đi lâu dài thì đi đi đi, đi chung một nhóm đó thì à, bản thân mình là một người thích đi một mình à, bởi vì mình mình cảm giác mình không phải mình không làm việc nhóm được nhưng mình mình không thấy được đồng đội của mình họ cố gắng hết sức vì một cái cái một cái đích đến chung Uh, và mình không cảm giác người ta gọi là đổ hết gọi là tâm huyết hoặc là xương máu và một cái gì đó mà mình cảm giác người ta hơi hời hợt hoặc là người ta không có người ta nghĩ là mọi thứ nó cứ lẹn lẹn nhèn gọi là tèn tèn thôi cũng được mình không đánh giá cao lắm những người như vậy và mình cảm giác giống như ở trong cái bộ ba cái lá này nó nói về cái việc giống như là bạn thích nhàn hay bạn thích bạn thích bận rộn uh, đó là lý do vì sao mình lấy cái câu đó ra làm ví dụ uh, mình làm việc với uh, mình đi học cũng vậy mình đi học mình làm việc nhóm mình uh, làm bài tập nhóm mình cũng thấy là có những người họ không có làm gì hết và điểm số của họ nó lè tè lè tè và họ thấy thoải mái với chuyện đó có những người mình cũng chả bao giờ thấy họ học hành gì hết nhưng mà cứ vô kiểm tra là họ copy và ra họ cũng có cái bằng cũng như mình thậm chí nhiều khi điểm của họ còn cao hơn mình nữa nhưng mà kiểu giống như là bạn tưởng tượng giống như họ không thể nào nói được một chữ tiếng anh nào hết nhưng mà điểm của họ họ còn cao hơn cả mình nha thì mình cảm giác giống như là uh, mình cảm giác ở đây có một cái gì đó nó nó sai sai giống như là tại sao mình giống như trong bài bạn thì thấy như tại sao lúc nào mình cũng phải cố gắng tại sao lúc nào mình cũng phải đầu tư tại sao lúc nào mình cũng phải làm còn những cái người tình tèn tình tèn đó họ đấu làm gì đó họ đấu học gì đó họ cứ đi copy nè họ cứ đi kiểu giống như là giải đề nè rồi cái tự nhiên điểm họ cũng cao rồi giống như là nhiều khi họ cũng có làm việc tình tèn trong một nhóm mình cứ gồng mình ra mình làm trong khi mấy cái người họ làm biến hoặc là họ vô trách nhiệm thì họ cứ gọi là ngồi sơ ngồi chơi uh, ngồi, 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 ngồi chơi xơi nước xong cái điểm họ ra cũng bằng mình mà mình làm gần chết còn họ không làm gì hết thì cái bài này nó nói giống như đó làm nếu mà thật sự bạn nào mà đang có những cái cái tình huống tương tự hoặc là các bạn đã và đang sống trong một cái tập thể mà các bạn cảm thấy rằng các bạn không thật sự được công nhận hoặc là không cái công sức của bạn đổ ra được cống hiến hoặc là đã làm nó không đáng á thì bài này nó nói giống như đó là thà đi một mình nha thà đi một mình thà chọn cái nơi phù hợp chứ đừng có cố chấp ở lại trong một cái môi trường hoặc là trong một cái mối quan hệ mình nói luôn cả chuyện tình yêu ha ở đây mình lấy cái ví dụ này ra để nói chuyện tình yêu cũng được có những người bạn nhìn họ có một cái sự um, có một cái cái ngoại hình có một cái tính cách có một cái profile trên trên mạng hoặc là được mọi người nói là khen là giỏi lắm đẹp lắm tốt lắm tích cực lắm nhưng mà khi mà bạn bạn là người chơi với họ bạn là người tiếp xúc với họ bạn là người làm việc với họ bạn là người yêu của họ bạn nhận ra rằng không cái vẻ tích cực cái vẻ hào nhoáng cái vẻ mà lịch lãm cái vẻ mà gọi là tốt mã bên ngoài nó chỉ che đậy cho cái sự xấu xí ở bên trong giống như người ta nói là ở trong chăn mới biết chăn có rận á thì bài này đúng nghĩa là cái tấm chăn và con rận nó đang nằm ở trong đó và mình cảm giác giống như là cái lời nhắn này thì mình mình nhắn ở đây cái cái gọi là cái cái thông điệp 2024 cho các bạn đó. mình không biết các bạn là con con rận hay là các bạn là cái chăn dĩ nhiên nếu bạn là con rận thì điều mình nói có thể không dễ nghe với các bạn um, còn nếu bạn là tấm chăn hãy đem mình đi giặt tại vì trong chăn có rận mình cảm giác ở đây có cái gì đó liên quan đến chuyện đó là đừng có đứng mũi chịu xào đừng có để cho những cái người mà có cơ hội um, lười biếng hoặc là đừng có người ta gọi là đừng có để cho cái xấu nó được có cơ hội được dung túng mình cảm giác ở đây giống như là nếu bản thân bạn đã và đen và luôn là một người có trách nhiệm cố gắng hết mình vì công việc vì tình yêu hãy cho mình một cái người xứng đáng bốn tiền hãy tìm cho mình một cái chỗ bình yên giống như bạn đi làm mà sếp không công nhận bạn lương bạn thấp năng lực của bạn thì cao mà bản thân bạn bị mắc kẹt không bị dùi lặp bị dùi dập hoặc là không lên chức được hoặc là không có cơ hội phát triển nghỉ đi chỗ khác đừng bao giờ nghĩ là bạn không có cơ hội phát triển ở đó mà bạn bạn sẽ mất luôn cơ hội phát triển ở chỗ khác bạn yêu một người mà bạn bị đối xử tồi tệ hoặc là thiếu tôn trọng đi thà một mình chứ không để bị đối xử như là con rối nếu nếu mà bản thân bạn sống thậm chí cái này nó đúng trong gia đình của mấy bạn luôn. Nếu mà người khác không có trách nhiệm thì mình không có lý do mình cần phải trách nhiệm chung với họ. Một người đã bản thân mỗi người đều là một cá thể và nếu bản thân cá thể đó họ vô trách nhiệm thì mình không có cần phải trách nhiệm với những người vô trách nhiệm. Còn nếu bản thân mình vô trách nhiệm thì mình phải sửa làm sao mình có trách nhiệm. Mình cảm giác ở đây có rất là nhiều người trong bài này nó cho mình một cái cảm giác là một cái người họ đen tự cảm thấy mình là chưa một là quá nhiều trách nhiệm hai là người vô trách nhiệm thì mình không biết bạn nằm bên cái thái cực nào nhưng bạn này nó nói đó là nếu bản thân mình đã đủ đã và đang cố gắng đủ thì mình thấy đủ rồi nếu mà mình cảm thấy không đủ nó thì mình tách ra còn nếu mà mình cảm thấy những cái gì mà mình làm chưa đủ hãy đóng góp ở đây không có sự phán xét cũng không có sự chơi bai mà là một cái sự để nhìn nhận bản thân bạn lại để biết có cái gì cần nên thay đổi và cái gì cần nên gọi là gọi là cần nên giữ gìn ha tại vì bốn tiền ở trong đây nó cho mình một cái cảm giác là một cái khu dùng để bảo tồn một cái nơi rất là yên bình rất là lành lặng rất là dung dưỡng ha thì mình cảm giác là bạn dung dưỡng cho cái tốt nó sẽ là cái tốt nhưng bạn dung dưỡng cho cái xấu thì nó sẽ là cái xấu ha xin chào các bạn chọn tụ số 3 trước khi vào phần giải bài các bạn có thể nhớ đăng ký kênh like share lại bình luận cho mình ha thì uh, uh, thông điệp 2024 nhìn cho các bạn ha các bạn có lá crab Man water các bạn có lá eight of air, tám kiếm. Và các bạn có lá guardian là the emperor. Đối với mình khi mà mình nhìn ba cái lá này á, mình cảm giác đó là bản thân bạn đang cố gắng xây dựng cho mình một cái um, mình nghĩ là một cái một cái à um, giống như một cái cơ ngơi giống như một cái khu vườn giống như một cái mảnh đất một cái ngôi nhà một cái đế chế hoặc là một cái công việc nói chung là một cái mối quan hệ cũng được mình đọc một cái kiểu năng lượng chung thôi ra tức nghĩa là bạn đang cố gắng xây dựng một cái gì đó hoặc là bạn đang cố gắng vung vén cho một cái gì đó và bản thân của các bạn tự hỏi rằng mình đã làm đủ chưa hoặc là mình đã có được cái mình mong muốn chưa bài của bạn lên ở đây mình cảm giác đó là một số bạn đang có một cái suy nghĩ gì đó liên quan đến chuyện đó là phát triển hình thành gây dựng hoặc là tạo lập cho mình một cái gì đó nó ổn định hơn, phát triển hơn, lâu bền hơn, vững chắc hơn. Có thể là một con đường khác, có thể là một hướng đi khác, một ngành nghề khác, một nghề tay trái, một công việc phụ, hoặc là bạn đang cố gắng tích góp làm một cái gì đó, hoặc là bạn đang có một cái ý nghĩ sâu xa hơn về chuyện tình yêu, chẳng hạn giống như là đẩy mối quan hệ nó xa hơn, cao hơn, thành hôn nhân hoặc là có con nói chung những cái quyết định gì đó liên quan đến sự vững chãi và lâu dài. À, mình cảm giác các bạn đen trong một cái sự chuyển mình à, thậm chí nếu mình dịch một cách nhẹ nhàng đó là bài này lên nó nói là những cái bạn nào mà đen có những cái ý định thay đổi bản thân mình ngày xưa bạn lêu lỏng bạn hay chơi bạn thả trôi bạn buông xuôi bạn buông lỏng bạn vô tư bạn hồn nhiên bạn vô số tội bởi vì bạn nghĩ mình là một cái người thất bại hoặc là bạn nghĩ mình là một người à, gọi là không có đủ năng lực thì bài của bạn lên nó nói là bản thân của các bạn có thể từ một cái người uh, kỵ sĩ cốc ở đây là craftman of water là một cái người kỵ sĩ cốc bạn có thể phát triển lên thành một ông vua thật ra là cái này phải dịch là đại đế tức nghĩa là một cái người mà họ có một cái tầm nhìn rộng hơn họ có một cái um, họ có một cái tầm nhìn rộng hơn họ có một cái um, một cái sự vững chãi một cái sự an toàn hơn và nếu lá The Emperor này không phải là bạn Thì bài này nói là hãy đi tìm một cái bậc thầy Một cái người thầy thật là giỏi Để dạy cho bạn, để hỗ trợ bạn Để chỉ đường dẫn dắt cho bạn Và để truyền đạt cho bạn những cái kiến thức Mà nó có chiều sâu Nó có trải nghiệm Và nó có một cái sự gọi là Một cái một cái nhìn của thời gian Mình cảm giác ở đây giống như là Một số bạn có vẻ giống như các bạn nghĩ rằng Mình đã và đang Đạt được một cái vị trí nào đó rồi thì thật ra bài của bạn mình thấy là có nhưng mà bài của bạn nó là muốn phát triển từ một cái người kỵ sĩ lên thành ông vua ngoài cái chuyện mình đánh trận giỏi ngoài cái chuyện mà mình xông pha chiến trường thì mình cần phải chui rèn về mặt binh pháp mình cần phải chui rèn về mặt kiến thức về giống như quản lý nhà nước quản lý quản lý uh, con người rồi quản lý lương thực rồi một mình mình cũng có thể gọi là uh, giống như là bạn cần phải học cách để điều hành một bộ máy nhà nước ví dụ như vậy. Cũng giống như việc giống như trong tình yêu đi, không phải là mình yêu người ta là xong mà mình còn phải biết cách tôn trọng bản thân mình, mình phải biết cách quan tâm lo lắng người ta như thế nào rồi mình phải biết cân bằng giữa tình yêu công việc cuộc sống bạn bè rồi mình còn phải nghĩ tới chuyện khác. Tức nghĩa là bạn còn phải học. Thì mình cảm giác ở đây nếu mà bạn nào đang nghĩ tới cái việc mình phải học học để 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 để, để thông minh hơn để hiểu biết hơn để có một cái nhìn chín chắn và trưởng thành hơn thì mình thấy là bản thân của các bạn đang đang cần một cái sự đổi mới hoặc là cần một cái gì đó mà nó nó vượt qua cái giới hạn của bạn tại vì mình nói chắc mình nói thiệt bài của bạn nó lên là một cái thông điệp là bản thân bạn sẽ trong thời gian tới bạn sẽ chuyển dần cái năng lượng của bạn thành một cái năng lượng của vua nhưng mà nó sẽ hơi bị chính ép một chút Có tức nghĩa là bạn từ một cái người kỳ sĩ mà đã vậy còn kỳ sĩ cốc nữa tức nghĩa là một cái người rất là lãng du rất là phiêu bồng rất là bay bay rất là lơ lơ là là bây giờ bạn gặp được một cái ông ông đại đế luôn, tức nghĩa là không phải ông vua nữa. Giống như bạn chỉ là lính của một ông vua, bây giờ bạn gặp được một cái ông gọi là vua của các vị vua thì bạn sẽ cảm giác cái sự nhỏ bé của mình dưới trước mặt cái người này thì mình cảm giác giống như là bạn bị tám kiếm tức nghĩa là bạn bị tê liệt bạn bị sợ giống như có sắp tới nếu mà bạn nào vô làm một công ty lớn nè hoặc là bạn quen một cái người mà họ trưởng thành hơn bạn nhiều quá hoặc là bạn có cơ hội làm việc tiếp xúc học hỏi với những cái người họ quá giỏi bạn sẽ cảm giác mình thật là tệ thật là dở thật là thấy ghê thì mình cảm giác giống như là chuyện đó là chuyện bình thường nha mọi người thì mọi người cứ nghĩ là giống như là để người ta lên được làm vua người ta lên được một cái vị trí cao thì người ta cần phải có sự đầu tư và trao chuốt còn mình thì đang cả bớt cả bơ thì mà mình muốn được giống như ông vua bà hoàng thì một là mình bị hoang tưởng còn hai là mình mình cần phải trao chuốt và cần thời gian ha cái thứ hai nữa bài này nếu mà mình dịch theo kiểu là phóng khoáng hơn là mình dịch là trong thời gian tới nếu bạn có cơ hội tiếp xúc với ai đó liên quan về mặt tình cảm và cái người này thật sự họ trưởng thành và chín chắn hơn bạn nhiều thì mình chắc chắn bạn sẽ học được rất là nhiều thứ từ người này và người này sẽ sửa cái nết bạn lại rất là nhiều ha họ sửa mà mình cảm giác giống như là bạn bạn từ mất nết mà bạn thành có cái nết luôn á tại vì mình cảm giác là cái nét của bạn sẽ được người này dũa, dũa rất là nhiều và họ sẽ giúp cho bạn trưởng thành một về 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 cái cái nhân sinh quan nhiều lắm và mình cảm giác giống như là nhờ họ dũa cái nét của bạn mà mình cảm giác bạn, bạn 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 người ta nói giống như là yêu đúng người á thì bạn sẽ bạn vẫn là bạn nhưng mà là một phiên bản tốt hơn còn nếu bạn yêu sai người thì bạn sẽ trở thành một cái phiên bản tạo ra âm binh thì mình cảm giác ở đây là bạn yêu đúng người và bạn sẽ trở thành một cái phiên bản tốt hơn bởi vì người này là một người tốt nên họ sẽ cho ra một cái phiên bản tốt và cái phiên bản này chắc chắn không dễ nha mình nói trước người yêu của bạn nếu thật sự đây là sắp tới bạn quen một người yêu á hoặc là bạn có được một cái cái người bạn cũng được một cái đồng đội cũng được người này chắc chắn rất giỏi và họ sẽ khiến cho bạn phải nể phục hoặc là khuất phục luôn á tại vì mình cảm giác người này mang một cái năng lượng mình cảm giác rất là chính mùi rất là chuẩn chỉ rất là bài bản rất là nguyên tắc thương là thương dạy uh, là vậy nhưng mà người này sẽ không theo kiểu là thương cho roi cho vọt đâu họ cũng không phải kiểu ghét cho ngọt cho bùi luôn mình cảm giác người này đó là hứa là phải làm nói là phải làm được cái gì mà đã giống như mình gọi là giống như bạn nào mà hay coi phim phim gọi là luyện võ công rồi đó bạn mới thấy mấy cái gì cao nhân rồi đó mà mấy cái người mà học trò mà củ bất củ bơ xàm xào 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 á mà lên núi tu luyện mà gặp được chân nhân đó thì mình cảm giác giống như sau một thời gian thế nào cũng trở thành gọi là chân nhân thôi tại vì mình cảm giác giống như là khổ luyện đó thì mình cảm giác là sắp tới có thể một số bạn sẽ gặp được gọi là gọi là chân nhân đó chân nhân đó rồi Chúng ta có 6 kiếm. Chúng ta có 7 gậy. 6 kiếm 7 gậy và các bạn có 3 tiền. Ừm, mình thấy một cái năng lượng của sự bảo bọc, bảo vệ. Mình thấy một cái năng lượng của ừm rồi đi. Ok. <laughs> Uh, mình cảm thấy là trong cái thông điệp của mấy bạn chọn tụ ba năm 2024 bốn nói với bạn là uh, cái câu này mình thấy có vẻ hôm nay tụ nào cũng là một cái câu gọi là gọi là châm ngôn ha uh, hồi nãy quên tụ một tụ hai là cái gì rồi nhưng mà hình như tụ hai là không quên rồi đại loại vô tụ ba đi ha tụ ba cái câu châm ngôn của bạn đó là đó là gần mực thì sáng sẽ... ừ, lộn gần mực thì đen gần đèn thì sáng ha. <laughs> thì gần mực thì sáng mới ghê chứ gần mực thì đen gần đèn thì sáng tại sao mình đã nói cái câu đó ở đây có lá sáu kiếm thực ra mình nghĩ mình dùng cũng không đúng lắm đâu nhưng mà ý của mình ở đây là ở đây bạn thấy con 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 cáo không nó trong cái màn xương nè nó ở đây là những con thiên nga con ở đây là một cặp thiên nga nó đang làm gì nó đang bảo vệ mấy con thiên nga con trong cái bóng bóng xương này những cái con này không có biết nhưng ba má nó biết và ẩn mình ở trong đây là cái gì là rủi ro là tiềm tàng là kẻ thù là nguy hiểm là lừa lọc nói chung con cáo luôn luôn đại diện cho những cái gì đó nó gian xảo từ hồi xưa giờ rồi cái hình ảnh của nó xây dựng là như vậy và mình cảm giác giống như là cái giống như tại sao mình đã nói cái câu là gần mực thì đen gần đèn thì sáng mình tin câu này đúng và mình mình thấy nó đúng với gần như mọi trường hợp gần mình 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 chưa thấy trường hợp nào sai và mình cảm thấy giống như là cái câu này bạn sẽ nhìn ra được một cách rất là hay và nó đúng từ ba gia đình nó đúng từ bạn bè nó đúng từ thầy cô trường lớp công ty công việc cái gì nó cũng đúng và thậm chí cả người yêu luôn cũng đúng luôn mình thấy là khi mà bạn ở cạnh những cái người tốt mình chắc chắn kiểu gì bạn cũng tốt tại vì bạn học được những cái tốt từ những người tốt còn khi bạn đã ở cạnh người xấu dù chỉ là một cái xấu bạn cũng sẽ xấu theo tại vì đơn giản là giống như người ta gọi là mình bị nhiễu mình hay lấy cái ví dụ cho cái câu này đơn giản nhất là gì đó là mình thí dụ như bạn thích nói xấu mình chơi với bạn thì thế nào một ngày nào đó mình với bạn cũng sẽ ngồi nói xấu một người nào đó kể kiểu gì cũng sẽ là một cái kiểu nói xấu không nói xấu nhiều thì nói xấu ít nói riết thành cũng thành thói quen thành nói xấu một người khác đó là kiểu một cách đơn giản còn nếu mà mình nói theo kiểu là về môi trường tích cực và tiêu cực thì cái đá xấu kiếm này được hiểu theo kiểu là gì Sáu kiếm tức nghĩa là đi từ một cái vùng nguy hiểm sang một cái vùng đỡ nguy hiểm hơn Hoặc là né tránh vấn đề Hoặc là tạm thời lui binh, án binh Không có nhào vô đánh kẻ thù Giống như ví dụ như ở đây bạn thấy con cáo này Bạn nghĩ hai con thiên ngao bính lại ăn cáo không? Chắc chắn là không Nhưng mà nó biết lợi thế của nó là biết bơi Nó biết là uh, nó có thể bay Nó biết là con này không thể nào bơi ra giữa hồ Thì nó lùa con nó ra giữa hồ đôi khi giống như là cái môi trường nó tiêu cực, đôi khi chúng ta có những cái đối thủ rất là nguy hiểm thì cái việc mà mình nhào vô mình đánh họ không phải là lựa chọn tốt nhất. Mình sẽ chọn cách lui binh. Thì mình cảm giác cái câu chuyện của bạn nó liên quan tới hạt ba lá này luôn. Cái bên bạn có con sư tử nữa nè. Thì mình cảm giác giống như đó là đôi khi hãy tùy tì tình huống mà xử lý. Mình cảm giác giống như là cái tích cực và cái tiêu cực ở đây mình không 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 giải thích cụ thể được nhưng mà mình có thể nói giống như ví dụ bạn ở trong một cái môi trường mà nó quá tiêu cực, bạn sống trong một cái công ty bạn làm việc cho một cái công ty mà toàn là đồng đội ship đồ rất là toxic hoặc là bạn cảm thấy bản thân bạn không được tôn trọng trong một cái tình yêu hoặc là bạn cảm giác giống như bạn chơi với bạn bè mà toàn là nói xấu hãy cho bản thân mình được phép rời đi bởi vì bạn giống như con sư tử này này bạn nghĩ rằng mình là chúa tể sơn lâm trong một cái khu rừng đầy gai và cỏ dại nhưng mà bạn có biết rằng trong khu rừng đó đầy gai và cỏ dại chứ đâu có thú đâu rồi không lẽ bạn chết dạ ở trong đó không lẽ bạn ngồi đó bạn là chúa tể nhưng mà bạn lại phải ngồi co cụm lại bạn phải cố gắng bạn gồng cái mình bạn lên và bạn nghĩ rằng là mình ở trong đó sẽ an toàn không đâu nha cũng giống như cái lá này có thể hai con con thiên nga này hôm nay nó nhận ra con cáo này núp ở trong cái lùm này nhưng có thể ngày khác một cái con vịt nào đó vô tình nó chạy ngang là con này nó đớp liền giống như người ta nói ở trong cái vùng nguy hiểm thì không thế nào mà an toàn được hết bạn không thế nào mà ở trong cái vùng nguy hiểm mà bạn lấy ở tôi đen rất an toàn tại túi núp ở trong chỗ này nó an toàn không mình rời khỏi nơi đó thì mình còn có cơ hội an toàn chứ mình ở trong vùng nguy hiểm thì kiểu gì nó cũng nguy hiểm không thể nào dịch là an toàn được hết bạn có ba tiền ba tiền thì mình cảm giác giống như là cái điều mà gọi là cái thông điệp hai nghìn của bạn đó là nếu mà bạn đã rời khỏi rồi thì điều này quá tốt và mình cảm giác giống như là để rời khỏi rồi, đã rời khỏi rồi thì mình cần phải học cách làm việc giống như người ta nói cái câu này thì thật ra mình cũng hỏng thích lắm nhưng mà nó cho mình cái cảm giác của sự bè phái nhưng mà đại loại là cái câu là kẻ thù của kẻ thù là đồng đội đó thì uh, nói chung cái mình hiểu cái ý của người ta nói nhưng mà thật sự mình không thích cái nghĩa đó lắm mình thích cái gì đó công bằng mình thích fair play mình thích chơi một một thí dụ như nhà vô quýnh mình thì ok chơi một một thì quýnh tay đôi thì chơi nhưng mà kiểu giống như là à, nói là mày yếu hơn tao nên tao nên mày phải chấp tao hai người là mình không chơi mình không chơi kiểu đó nhưng mà ở đây mình cảm giác ba tiền ở đây giống như là hãy học cách để làm việc với nhau để tạo ra một cộng đồng tạo ra một tổ chức tạo ra một cái một cái kết nối nếu là tình yêu thì nó có một cái sự đóng góp và và công nhận ha. Tại vì mình cảm giác ở đây giống như hồi nãy mình nói hai con thiên nga, một con thiên nga chưa chắc đến lại con cáo, nhưng hai con thiên nga thì có khả năng ít nhất cũng hòa hoặc là không bị giết chết. Thì mình cảm giác ở đây giống như đó là nếu mà bản thân bạn đen gọi là thân cô thế độc thì bài này lên giống như hãy tìm đồng minh. Còn nếu mà bạn nào đang trong một mối quan hệ mà cảm giác là mình đang bị thiệt thòi, đang mình bị lỗ, đang bị đối xử bất công, hãy lấy lên tiếng hãy nói lên tiếng lòng của mình, hãy bảo vệ bản thân mình hoặc là hãy cho người ta biết là mình cũng biết cách bảo vệ bản thân mình. Còn nếu mà bạn cảm thấy ok người này không ok nữa, bạn bè này không ok nữa, mình có cơ hội với người khác ba tiền, ba tiền tức nghĩa là không cái này thì cái khác, mình có thể làm việc với người này cũng được, mình làm việc với người khác cũng được. Mọi người đều cho mình một cái bài học. Giống như ví dụ như là bạn không ở con sông này nữa thì bạn đi con sông khác, bạn không ở công ty này trong mối quan hệ này nữa thì bạn trong đi qua công ty hoặc là cái môi trường khác. Quan trọng là giống như ở đâu, ở đây có thể là con ngựa đen, con ngựa trắng, con ngựa chấm bông, bạn là còn một con ngựa trắng thì có thể con ngựa đen này nó thấy bạn khác con ngựa chấm bông này nó cũng thấy bạn khác nhưng bạn với nó là ngựa thì chắc chắn nếu nó không thân với bạn thì nó cũng không giết bạn thì mình cảm giác ở đây có cái gì đó liên quan đến chuyện gọi là hãy cho bạn phép bản thân mình được được bước ra một cái cái một cái một cái cơ hội mới và đi tìm những cái người xứng đáng mà bạn có thể kết nối được ha